Xin chào, chào mừng bạn đến với ngày 6 của hành trình 30 ngày yoga lấp lánh cùng với Sophie. Hãy cảm nhận niềm vui, hãy hướng về phía niềm vui, hãy nghĩ về một điều gì đó khiến cho bạn có cảm giác vui hay là một điều gì mà bạn biết ơn trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành một chuỗi động tác yoga với các tư thế giãn cơ như là cơ đùi sau, cơ gân kheo. Bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu sau khi tập bài này. Bạn có thể chuẩn bị thêm cho mình hai miếng gạch hoặc là một cái gối nếu bạn là người mới. Khi nào bạn đã sẵn sàng, hãy lên thảm và nằm xuống để chúng ta bắt đầu bài tập ngày hôm nay nhé. File âm thanh bài tập này có thể tải về máy của bạn từ website yogabysophie.com. Hãy với cho mình một vài miếng gạch và một chiếc gối để chúng ta thực hiện bài tập nếu bạn là người mới. Và khi nào bạn sẵn sàng, hãy quay trở lại thảm tập và bắt đầu với Sophie trong tư thế nằm xuống sàn. Hãy trải dài cơ thể trên thảm tập, thả lỏng từng ngón chân ngón tay, thư giãn tâm trí. Hít một hơi thật sâu và thở hết ra thật chậm. Hãy với lấy miếng gạch hoặc là một cái gối bạn đã chuẩn bị từ trước để thực hiện tư thế tiếp theo. Nếu như bạn không có thì cũng không sao hết. Cùng co hai gối lại, tay chạm nhẹ vào gót chân để đo khoảng cách từ chân đến hông. Bàn chân và các ngón chân chạm xuống sàn, gối hướng lên trời. Hãy đặt miếng gạch hoặc là gối ở dưới mông để cho hông của bạn cao hơn tim. Tư thế này sẽ giúp chúng ta thư giãn cho thắt lưng rất là dễ chịu. Nếu như bạn sử dụng gạch thì bạn có thể chọn độ cao của miếng gạch và cứ căn chỉnh làm sao để bạn cảm thấy phần thắt lưng của mình thư giãn nhiều nhất, kéo giãn cho thắt lưng và thả lỏng được khớp hông. Hãy cứ điều chỉnh bạn nhé. Có thể là gạch cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo cảm giác của bạn ngày hôm nay như thế nào. Hãy chọn làm những tư thế, những biến thể khiến cho bạn cảm thấy thoải mái nhất. Tư thế này sẽ giúp chúng ta giải tỏa cho phần thắt lưng và phần xương chậu của mình. Nhất là đối với những ai hay ngồi nhiều thì việc chúng ta kéo giãn thắt lưng sẽ giúp mình giảm mắc phải những hội chứng như là đau thắt lưng, thoát vị địa đệm hay là đau dây thần kinh tọa. Bạn có thể nhắm mắt vào và hít thở sâu, quan sát cơ thể. Hít một hơi thật sâu, kéo dài cột sống, thở hết ra, hạ vai xuống sàn. Hai bàn tay thả lỏng, đặt bàn tay xuôi hông. Quan sát hơi thở đi vào, đi ra hai lỗ mũi. Hãy làm chậm tâm trí lại. Nếu tâm trí đi lang thang, hãy kéo về với hơi thở, quan sát hơi thở. Hít một hơi thật sâu, và thở ra thật chậm. Thank you.
hít sâu. Thở hít ra. Nằm ở đây và hít thở vài hơi thật sâu nữa và cảm nhận phần thắt lưng khớp hông của mình được thả lỏng rất dễ chịu. Nếu muốn, bạn có thể nhấn ngón chân cái xuống sàn nhiều hơn và khép hai cơ đùi của mình vào bên trong để ổn định cho khớp hông. Hướng hai gối thẳng lên trời. Cảm thấy sự mềm mại ở phần cổ không bị đè nén. Cứ điều chỉnh tư thế sao cho bạn cảm thấy thoải mái nhất nhé. Từ từ đánh thức cơ thể, cử động từng ngón tay. Và hít vào, vươn hai tay qua đầu, kéo dài cùi chỏ khớp vai, khép cùi chỏ vào mang tai. Thở hết ra, đưa hết không khí từ trong cơ thể ra ngoài hai lỗ mũi. Vòng tay hướng xuống mông và chúng ta có thể là hạ thấp miếng gạch của mình. Rồi ở lần thở ra tiếp theo, nhẹ nhàng rút miếng gạch ra khỏi mông, thoát khỏi tư thế và đặt mông xuống thảm. Nếu bạn sử dụng gối thì cũng rút gối ra khỏi mông của mình và dần duỗi gối hướng mũi chân về cuối thảm, vươn hai tay qua đầu, hít sâu, kéo dài cột sống. Tưởng tượng mình đang là một chú mèo vừa mới ngủ dậy, kéo dài từng đốt sống. Khớp gối cũng được kéo giãn và mũi chân hướng xuống sàn. Rồi bây giờ hãy vòng hai tay ôm lấy cơ thể của mình. Và bạn hãy tự nhắc nhở của mình là cơ thể của mình là hãy luôn yêu thương bản thân. Và lần thở ra tiếp theo, chúng ta sẽ co hai gối lại, hướng hai gối lên trời, bàn tay chạm nhẹ vào gót chân, đo khoảng cách từ chân về hông. Luồn hai tay dưới mông, nhẹ nhàng nhấc hông cao lên khỏi sàn. Hít một hơi thật sâu, hướng xương cột lên cao. Thở hết ra, nhấn gót chân và ngón chân cái xuống. Cảm thấy vững vàng ở phần thân dưới của mình. Chúng ta bắt đầu kích hoạt cho cơ đùi sau, hamstring, hay còn gọi là cơ gân khoeo. Bạn hãy đan hai bàn tay của mình ở dưới mông và khép hai cùi chỏ vào trong, dần khép hai khớp vai gần vào với nhau để chúng ta support, hay là còn gọi là mình nâng đỡ cho khớp cổ. Hãy cảm thấy là phần cổ của bạn được thả lỏng và nhấn hai vai hai cùi chỏ xuống, mắt nhìn về rốn. Lần thở ra tiếp theo, hạ hông hướng xuống sàn, thoát khỏi tư thế cánh cầu và cùng ôm hai gối vào ngực, tay đặt lên gối. Trong tư thế này, bạn hãy nhấn thắt lưng của mình xuống để chúng ta cùng kéo giãn cho thắt lưng nhé. Hít một hơi sâu ở đây, thở hết ra, kéo gối vào ngực một chút để kéo giãn cho thắt lưng. Ở lần thở ra tiếp theo, hãy mở hai tay ngang vai, hít vào, thở hết ra, nghiêng hai gối sang phải, hít vào, đưa gối trở về giữa, thở hết, nghiêng hai gối sang trái. Hãy kết nối sự chuyển động của cơ thể với hơi thở,
mỗi khi hít vào, đưa gối về giữa. Thở hết ra, đưa gối sang phải. Rồi trở về hít vào. Thở ra, đưa gối sang trái và ngược lại. Thêm vài lần nữa. Trong động tác này, bạn hãy cố định cho hai vai hướng xuống sàn, úp lòng bàn tay xuống để cố định cho phần vai. Rồi liên tục nghiêng gối sang bên nọ bên kia mỗi khi bạn thở ra. Ở lần hít vào tiếp theo, hãy cùng Sophie trở về giữa, ôm hai gối vào ngực. Rồi cùng duỗi gối trái, ôm gối phải. Hai tay vòng ra sau đùi phải, thở hết ra, khép gối phải vào ngực thêm một chút. Hạ thắt lưng bên phải hướng xuống sàn để kéo giãn cho thắt lưng. Và ở đây, mặc dù chúng ta vòng ra tay ra sau đùi phải để ôm gối phải vào ngực, nhưng bạn hãy siết cơ đùi, cơ chân bên phải, đẩy gối phải hướng về cuối thảm, tiếp tục co gối bạn nhé. Đây sẽ là một cơ thể để chúng ta kích hoạt cho cơ đùi của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt lắm. Nếu được, bạn hãy giữ cho gối phải thẳng hàng với hông phải. Rồi chúng ta duỗi gót chân phải hướng lên trời. Rồi chúng ta sẽ liên tục co và duỗi gối. Co gối phải lại. Thở hết ra. Duỗi gối phải hướng gót chân lên trời, hít. Thở. Hít. Thở. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt. Bây giờ hãy duỗi gối phải hướng gót chân lên trời. Và bạn hãy gập cổ chân phải, hướng mũi chân phải xuống sàn, hướng gót chân lên trời. Cảm nhận cơ đùi. Cơ đùi trước là cơ tứ đầu, và cơ đùi sau, cơ gần khoeo chân phải, được kích hoạt mạnh mẽ. Đồng thời chúng ta hướng xương cụt xuống, hướng hông phải, hướng thắt lưng phải chạm xuống sàn để siết, để chúng ta có thể kéo giãn cơ thắt lưng, đồng thời siết cơ đùi và cơ gần khoeo chân phải. Hai bàn tay vòng ra sau đùi phải đan lại với nhau, cùng xoay cổ chân theo chiều kim đồng hồ. Hãy cùng khởi động cho cổ chân và mắt cá. Cùng xoay ngược lại. 3, 2, 1. Tốt lắm. Nhẹ nhàng đặt chân phải xuống sàn, duỗi dài gối. Chúng ta cùng đổi bên, co gối trái vào ngực. Hai tay đan sau đùi trái, gập gối 90 độ. Hãy đẩy gối trái hướng về cuối thảm và cảm nhận cơ chân trái được kích hoạt. Giữ ở đây nào. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt lắm. Thả lỏng. Và bây giờ chúng ta sẽ duỗi gối trái hướng gót chân trái lên trời và gập gối trái 10 lần nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kết thúc. Duỗi gối trái hướng gót chân lên trời, gập cổ chân và giữ ở đây. Bạn hãy siết cơ đùi chân trái lại, duỗi thẳng gối, đạp gót chân lên trời, mũi chân hướng xuống sàn. Thử thả lỏng hai tay xuôi hông nào. Bạn càng siết cơ đùi trước, bạn sẽ càng cảm nhận thấy là cơ đùi sau được thả lỏng. Giữ ở đây thêm 5, 4, 3, 2, 1. Rồi co gối trái, đặt chân xuống sàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng co cả gối phải lại, hai gối cùng co. Và mình rung lắc, mình nghiêng gối sang bên phải, bên trái để thư giãn cho hông, cho cơ chân của mình. Và lần hít vào tiếp theo, chúng ta cùng ngồi dậy vào tư thế cái bàn.
hai bàn tay chạm sàn, hai chân bước về phía sau. Rồi ở đây chúng ta cùng nâng khớp hông, cùng nâng xương cụt hướng thẳng lên trời để vào tư thế chó úp mặt. Rồi đi bộ tại chỗ, thả lỏng cơ chân, khởi động hơn, nhiều hơn cho phần thân dưới của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với lấy một hoặc hai miếng gạch mà bạn đã chuẩn bị từ trước để vào tư thế kim tự tháp tiếp theo. Hãy bước chân phải lên phía trước giữa hai bàn tay, chân trái thì vẫn ở phía cuối thảm, chân nọ chân kia. Và bạn hãy đặt hai bàn tay ngang hàng với bàn chân phải. Nếu bạn có gạch thì hãy đặt gạch ở dưới lòng bàn tay. Hãy cảm nhận cơ đùi sau gần khoeo, bắp chân được kéo giãn trong tư thế kim tự tháp. Tư thế này có tên gọi như vậy là bởi vì phần cao nhất nhô lên nhiều nhất, đó là xương cụt của bạn hướng thẳng lên trời. Bạn mới có thể co nhẹ gối trước, gối phải và nâng hai vai lên. Hãy căn chỉnh cho hai miếng gạch dưới tay của mình cao nhất nếu bạn là người mới, để mình nâng vai cao hơn thì lưng của mình sẽ thẳng hơn và tránh bị lưng cong còn tồn bạn nhé. Hãy chuyển động cho mũi chân phải nâng lên và hạ xuống, kết hợp với đẩy hông ra phía sau rồi chồm lên phía trước, để chúng ta có thể vào tư thế này một cách nhẹ nhàng hơn. Thả lỏng cổ, mắt nhìn về phía sau. Rồi ở đây bạn hãy bảo vệ khớp gối của mình bằng cách siết cơ đùi, cơ tứ đầu đùi của chân phải để nâng khớp gối lên. Thả lỏng cổ, mắt nhìn về cuối thảm. Hãy quan sát khớp hông của mình. Nếu như hai hông của mình chưa cân thì bạn hãy đẩy hông trái về phía trước, lùi hông phải ra sau. Để làm được điều này đối với các bạn mới thì hãy co gối chân sau lại một chút và hướng gót chân sau lên trời một chút. Còn các bạn đã tập lâu rồi thì hãy duỗi thẳng gối sau và đặt gót chân xuống sàn để mình cảm nhận được gót chân và bắp chân của chân trái được kéo giãn nhiều hơn bạn nhé. Khép hai cơ đùi vào trong, nhấn hai ngón chân cái xuống sàn. Hít sâu, nhìn về phía trước nào. Thở hết ra, gập người xuống chân phải. Tốt lắm. Lần tiếp theo chúng ta sẽ đổi bên bạn nhé. Rồi bước hai chân về phía sau, vào lại tư thế chó úp mặt. Rồi chúng ta bước chân trái lên phía trước, thở hết ra. Lần này chúng ta thử không sử dụng miếng gạch. Bạn hãy chống các ngón tay xuống sàn và nâng lòng bàn tay lên. Và hãy chuyển động chân phía trước bằng cách là nâng các ngón chân hướng lên trời, rồi lại đặt xuống sàn, kết hợp với lùi hông ra phía sau và đưa về trước. Hít vào, thở hết ra. Thả lỏng cổ, mắt nhìn về phía sau. Thư giãn hai vai. Hãy quan sát khớp hông của mình, cân bằng, đẩy nhẹ hông phải lên phía trước. Bạn mới có thể nhấc nhẹ gót chân sau và co nhẹ gối chân trước. Nhấn gót chân và ngón chân trước xuống sàn, ngón chân cái xuống. Thả lỏng cổ. Bạn cứ sử dụng miếng gạch ở đây nếu chưa quen và có thể điều chỉnh độ cao của miếng gạch. Hãy nhớ trong bài tập này chúng ta sẽ hướng về phía cảm xúc khiến cho mình cảm thấy dễ chịu và vui sướng. Hãy chọn làm những biến thể của tư thế khiến cho bạn cảm thấy thoải mái nhất. Hít vào, nhìn về phía trước mặt. Thở hết ra, gập sát người xuống tư thế kim tự tháp. Lần thở ra tiếp theo chúng ta bước chân phải về phía trước, ôm hai cùi chỏ vào với nhau, tay ôm lấy cùi chỏ, hai ngón chân cái chạm vào nhau. Cuộn từng đốt sống lưng, hít một hơi thật sâu, dần nâng cơ thể của mình lên.
vươn hai tay lên trời, kéo dài cột sống hai bên lườn lại. Thở hết ra, chắp hai tay trước ngực, Samadhi. Rất tốt. Hít thở vài hơi thật sâu trong tư thế trái núi. Rồi từ đây chúng ta sẽ nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực. Hãy cảm nhận những điều tuyệt vời đang diễn ra trong cơ thể của bạn ngay lúc này. Hãy tưởng tượng bên trong bạn có một viên ngọc đang tỏa sáng lấp lánh. Mỗi ngày một chút, mài giũa viên ngọc này để viên ngọc ấy tỏa sáng nhất có thể. Cùng Sophie nhìn xuống hoặc là cúi cằm về hướng về phía trái tim của mình. Namaste. Cảm ơn bạn đã cùng Sophie thực hiện bài tập ngày hôm nay. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong những bài tập tiếp theo. Trước khi kết thúc video này, xin thông báo với bạn là chương trình 30 ngày yoga lấp lánh có rất nhiều mini game và quà tặng dành cho những người tham gia khóa học và tham gia thử thách 30 ngày cùng với Sophie. Những món đồ như là quần áo tập yoga, thảm tập này, gạch này, vòng dây đai tập yoga và rất nhiều món quà giá trị khác như các buổi tập miễn phí EMS xung điện tập cơ để tăng cơ mông và phục hồi cho cơ bắp từ Evolve in Wellness sẽ được đăng tải và được mời bạn tham gia ở trên các nền tảng như là Facebook này, YouTube, Instagram. Và khi bạn đăng ký tài khoản tại website yogabysophie.com, bạn sẽ được thông báo về các mini game này. Nên mời bạn hãy theo dõi Sophie trên các nền tảng xã hội và đăng ký tài khoản ở website yogabysophie.com để Sophie được gửi những món quà này tới bạn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bài tập yoga tiếp theo. Namaste.